Nói chung là những cái gì liên quan đến đồ da thì Đăng sẽ làm cho khách đủ bộ theo yêu cầu, nhập từ nhà máy chuyên thuộc da lớn trên thế giới này. Và nhà máy này chuyên cung cấp cho tất cả những cái hãng thời trang lớn trên toàn cầu. Đến 3 viên kim cương thiên nhiên trên logo vương miện này, logo có sự cao sang, quyền quý và sang trọng. Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury. Và hôm nay Kỳ Lăng tiếp tục giới thiệu với tất cả quý khách một bộ sản phẩm gồm 3 món. Tất nhiên bộ sản phẩm này có thể kéo dài lên thành 4, 5, 6 món, 7, 8 món vẫn được. Nhưng mà hiện tại đã có 3 món rồi, Kỳ Lăng xin được phép giới thiệu luôn. Kỳ đầu tiên là cái nón Kỳ Lăng đang đội. Và cái túi clutch Kỳ Lăng đang sử dụng. Và cọng dây thắt lưng Kỳ Lăng đang sử dụng luôn. Nó là một bộ. Nếu như quý khách muốn thêm giày, dép, áo khoác, ba lô, túi xách, bộ đánh gút, nói chung là những cái gì liên quan đến đồ da thì Đăng sẽ làm cho khách đủ bộ theo yêu cầu. Còn hôm nay, bây giờ, tại đây, chị Đăng sẽ giới thiệu một bộ màu này. Màu này chị Đăng rất thích nên chị Đăng sẽ review hơi nhiều. Và tương tự bộ này thì quý khách muốn bất kỳ bộ nào tương tự mà khác chất liệu, khác màu sắc, ví dụ như màu khác chất liệu là da cá sấu, hiện tại là da cá sấu, quý khách thích là da đà điểu, hoặc là da cá sấu màu sắc khác, thì cứ đặt vấn đề với Kỳ Lăng. Kỳ Lăng luôn sẵn sàng và phục vụ tất cả quý khách. Rồi bây giờ đi chuyên sâu vào bộ này. Toàn bộ bên ngoài là da cá sấu. Con cá sấu này thuộc độc bản và nhập từ nhà máy chuyên thuộc da lớn trên thế giới này. Và nhà máy này chuyên cung cấp cho tất cả những cái hãng thời trang lớn trên toàn cầu. Và bên trong Kỳ Lăng chọn là da cá mập. Tất cả đều là da cá mập. Và dây thắt lưng cũng vậy. Đối với dây thắt lưng thì Kỳ Lăng có hai mặt luôn. Bên ngoài là da cá sấu độc bản. Bên trong là da cá mập đẳng cấp. Kết hợp với khuôn mặt của mặt thắt lưng là bạc nguyên khối và vàng nguyên khối đính full kim cương, 3 viên kim cương chủ trên vương miện của sự sang trọng, vương miện của sự quyền quý, vương miện của sự cao sang, đẳng cấp đỉnh cao. Và nếu như quý khách thích mặt như thế này mà chất liệu bằng inox và bên trong là vàng nguyên khối đính kim cương hay như thế nào, rất nhiều mẫu như này đã từng có nhiều clip Kỳ Lăng đã review rồi, thì xin quý khách hãy lên kênh YouTube của Kỳ Lăng Luxury để theo dõi và xem lại những clip mà trước đây Kỳ Lăng từng giới thiệu về cách mặt như này, cách mặt dây da thắt lưng, cũng như là những sản phẩm khác, cũng như trên fanpage Kỳ Lăng Luxury, cũng như tại website kỳlăngluxury.com. Dây thắt lưng này thì mình có thể dùng hai mặt như hiện tại Kỳ Lăng dùng nè, là mặt ngoài này. Và hôm sau Kỳ Lăng không thích mặt này nữa, Kỳ Lăng có thể đổi lại mặt này. Chỉ việc tháo con vít này ra thôi, là thay cái mặt này lật lại là thành. Bởi vì sao dùng được hai mặt? Bởi vì đặc trưng của dây thắt lưng này là mình xỏ vào bên trong, cái đầu dư còn lại là xỏ vào bên trong. Nếu như chúng ta lật cái mặt lại như thế này thì nếu xỏ bên ngoài thì cái đầu này sẽ dư ra ngoài, nó sẽ cong lên vậy khó chịu lắm. Nhưng vì xỏ vào bên trong nên nó sẽ cố định giữ lại rất là đẹp. Đặc điểm là như vậy. Đây là cái nón, tất cả ở ngoài là da cá sấu độc bản. Đây, bên trong là da cá mập nhiều màu sắc, ngả màu về thiên về màu xanh rất đẹp. Còn ở bên trong cái túi này thì trong là da cá mập ngả về màu tím. Còn đối với da thắt lưng thì bên trong là ngả, nó là màu đỏ, màu đô. Mình muốn màu gì thì Kỳ Lăng sẽ làm màu đó. Đặc biệt logo là vàng nguyên khối, đính 3 viên kim cương thiên nhiên
Trên logo vương miện này, logo có sự cao sang, quyền quý và sang trọng. Trên logo của túi Crit này cũng vậy, logo vàng nguyên khối đính 3 viên kim cương thiên nhiên. Nói chung là tất cả những logo là đều bằng vàng nguyên khối và đính kim cương hết, đó là đặc trưng của Kỳ Lân Luxury. Để có những bộ sưu tập độc và đẳng cấp hơn thì hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury qua số hotline 0901 247 247, hoặc là connect kết nối với Zalo 0901 247 247, hoặc truy cập tại website Kỳ Lân Luxury để xem những sản phẩm Kỳ Lân đang hoàn thiện cập nhật mỗi ngày, cũng như là giúp Kỳ Lân bằng cách follow, theo dõi kênh YouTube cũng như trang fanpage này để cập nhật những sản phẩm sắp tới. Một lần nữa, Kỳ Lân vô cùng trân trọng cảm ơn biết ơn quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip này. Kỳ Lân chúc toàn thể tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành giao lưu với Kỳ Lân Luxury. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.